Xin chào mọi người. Đây là video đầu tiên của Kim Ngân Cuộc Sống tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì hiện nay Ngân đang ở Việt Nam. Và 2 tháng nữa, khoảng thời gian đó thì mình sẽ bay qua Thụy Sĩ cùng với Bác Nô. Vậy thì ngay bây giờ thì mời mọi người sẽ cùng Ngân trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam trước. Sau đó thì mình cùng nhau qua Thụy Sĩ nha. Mình sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn hay là trải nghiệm những ngày thời gian làm việc của Ngân tại Việt Nam nữa. Ở nơi này mọi người đừng lo sợ đói, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Mà tiền cũng không thiếu được, 100 ngàn mà ăn hoài không hết. Nóng quá. Bánh hòn bán sao? 1 cây 10 ngàn 3 cây hả? Quất 3 cây. Chị, hình như chưa đưa tiền phải không? Đây nè, nhìn nha mọi người, là không thể nào ngồi được đâu. Đây là tầng 3 của toa 6 giường. Mọi người sẽ cho mình một cái gối, một cái mền. Vì lạnh nó nên là cho mình cái mền cũng dày lắm. Ngày mai thì tụi mình sẽ đi Bình Hưng. Và nơi đó nghe nói là rất là đẹp luôn. See you. Giờ thì đi ngủ thôi. Trời ơi, nhìn kìa, trong vắt luôn mọi người nhìn thấy á. Wow, đẹp quá không? Cuộc sống nơi này thiệt là bình yên. Bây giờ mình đang đi ra chợ để ăn sáng nè. Quá trời đồ ăn luôn. Ăn bánh xèo đi cho mọi người xem nha. Trời ơi, nó ngon. Đây là bánh xèo mực. Là bánh xèo mực đó chị. Có 2 cái giá, 7, 2 cái giá luôn. Ngon quá. Đó là có đâu rồi? Có chưa? Bánh xèo miền Trung. Nhỏ xíu không? Béo hả? Này muốn mua đi, bỏ cái hộp. Chị, cho em cái nóng nóng đi. Để chị hộp bánh xèo đi. Đây là cái bánh căn. Lâu quá rồi. Tuyệt vời chưa? Sáng mà sớm tí nữa đi ra ngoài phía đầu này phải không chị? Ngay chỗ đây nè. Mua mực mua tôm vô đây đổ là ngon xí dách luôn. Nóng quá. Ngon dã man. Đây siêu giùm em. Tuyệt vời, nóng hổi luôn. Làm dính điều ăn thử dính điều. Ngon lắm em. Thôi em đổi lại. Làm quảng cáo cho người ta luôn. Vậy lấy em thêm đi là ba tôm nha. Dạ. Giờ mình phải đi ăn món khác nha. Mang thẳng cái khăn rồi tiếp đánh. Trời, em gửi tiền đi. 3 bánh xèo, 3 bánh căn. 3 bánh xèo, 2 bánh căn hay 3 bánh căn gì đó quên. Thôi 3 cũng được, không sao. 30 ngàn em. 30 ngàn. Có luôn 30 ngàn, không có tiền lẻ ta. Nè chị, 30 ngàn nè. Bỏ lại xuống nha. Ngon quá. Ngon. Em mơ lắm. Đi tiếp đi. Trời ơi, chả cá nè, chả cá này ngon lắm luôn. Chả cá đi em gái ơi. Bóp nè. Bánh canh chả cá cháo lòng. Bánh mì thịt nướng kìa. Wow. Món gì vậy chị? Bún thịt nướng chị, em cuốn. Ăn nhiều quá rồi. Thôi ăn luôn đi. Chị làm tô 20 thôi được không? Quay này, quay. Đây là chả chiên phải không? Chả ram chị. Chả ram cá cơm. Đây là chả ram cá cơm. Ngon ha. Cô này có bán cái món gì hay vậy? Món gì vậy chị? Bánh này nè. Bánh da luộc. Cái nhiêu vậy? 5 ngàn 2 cái. 5.000 hai cái, quất hai cái. Bánh hòn bán sao? 1 cây. 10.000 3 cây hả? Quất 3 cây. À? Mấy khách còn mở làng la mua có mấy đồ nè. Mua thằng mấy cây ra cái gì là nó ăn. Ngon siêu chắc. Bột lọc xong dừa, xong chấm muối đậu phộng. Muối đậu phộng ngon ghê luôn. Coi này, coi này, coi này, coi này. Trời ơi. Trời ơi, ngon quá. Còn cái này chưa ăn đúng không? Bỏng muối mè riêng nha. Ngon. Đúng rồi, bỏng muối mè riêng. Cái này nhiêu cái chị? Dạ 5.000 hai cái chị. 5.000 bán 5.000 đi. Để biết không, em mà đi đến đâu là khách đông lắm. Em ăn nhiều quá, ăn nhiều quá. Trời ơi, đây nữa nè, món gì đây? Món bún thịt nướng Nha Trang. Chị cho cưỡng cái nha, cho cá ăn tí thôi. Rồi, tuyệt vời. Đừng đụng vô nha. Để mượn đôi đũa đi. Ăn hết nổi. Uống hết nổi luôn. Ăn buổi sáng vô ăn hết nổi. Uống không nổi luôn rồi. Ngon quá. Thiệt chứ còn bụng lăn nguyên ngày. Chị tí nữa đi chơi, đi tắm về ra ăn tí, mua tí. Không hư phô. Có hạt có 20.000 thôi. Ăn đi em, ngon lắm. Để giờ đi đâu mình mời theo đó không? Đến quán nào là nơi đó đông khách nha. Cái số nó hợp với bán hàng lắm. Ngon. Cho miếng trứng ra đi. Trời ơi, nem nướng hả? Nem không? Bánh nem nào? Cái trứng nào? Chả ram cá cơm nào? Rồi thịt nướng nè. Quay rồi. Cực chiêu luôn. Chụp cái hình gửi cho anh yêu Bác Nô à. Chụp chưa ta? Không rành không lạ. Lại ra. Đây bán đến mấy giờ chị? À, bán cho du lịch mà ha. Hôm qua giờ hỏi mấy người à. Ở đây là mở tiệm là từ cứ sáng sớm cho đến 10 giờ đêm luôn. Ngon quá. cái bún thịt nướng ở đây á, có một cái nước sốt ngọt ngọt chua. Tí nữa ra quay ra. Cái nước sốt thì người ta vẫn đang nấu nóng thôi. Cái gì cách chia làm hai, còn cái lại kia anh em ăn ngon. No quá mà còn một món nữa, tí nữa sẽ đi thử. Xong. Chị, hình như chưa đưa tiền phải không? Có điện bà về ăn đó. Xem tí nữa đi. Mình đang khiếu nại liền. Bạn ơi. Bà mua quá trời quá đất mà quên được tiền. Xong. Rồi. Tô của mình có 20.000 à. Bánh 15.000 đúng không? 15.000 nữa. Tầm 1 triệu mà ra đây đi ăn là ăn tiệc ga phải không chị? Ăn banh nóc luôn. Ăn banh nóc luôn. Banh nóc. Thôi, vô quay cái nước sốt này cho mọi người xem. Đó là nước gì hay. Nấu bánh thịt à, thịt với lại miếng ra mình nấu xong một cái đây đúng không? Vô coi coi cái nước này. Cái nước này làm nên cái đặc trưng của cái món bún thịt nướng này. À. Ngon chưa? Cái này là bột nếp hả vậy? Nếp của mình là gạo nếp. Gạo nếp nè. Rồi thịt bằm nè. Ngon ghê. Đường làng nó ghê không? Trời ơi, chạy về mà nó không đụng cái này. Đây là gì nướng nha chị? Nó tôm bay em. Tôm bay hả? Còn đây là trứng gì? Trứng vịt lộn nướng me. Trứng vịt lộn nướng me. Trứng cút nướng chà bông mỡ hành. Đây là trứng cút nướng chà bông mỡ hành. Làm ơn ông rảnh rẩu con dễ mang. Đây ăn. Cái này nữa là món thứ tư nè. Chứ còn mới hồi nãy ăn bánh xèo, bánh căn. Ông tính luôn cái này là món thứ năm. Vậy hả? Ăn gì mà ăn kinh khủng, ăn chảy mỡ luôn. Tại vì anh lại đâu có biết là ai đâu. Đã người ta. Chả nem. Cái mà cái trứng đi. Sáng giờ coi 15.000, 20.000. Bên kia 30.000 nữa mới có 65.000 mà ăn ứ luôn. Ra đây cháy nắng rồi. Gợi đó. Chơi cho nó đã. Bông bay. Giờ order thêm một đặc sản nữa là bánh chấm ruốc. Cái đó trứng nướng hả vậy? Đúng rồi. Dạ. Đâu có điểm cục nào đâu. Cái này tôm muối chi muối nè, cái này mắc thảo này. Đặc sản của nơi này nè, nước rong biển, uống cho nó mát. Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu đi tắm. Tò mò đang chờ đợi để đi ra bãi tắm. Rồi chị ơi, cho em không tới được mình sáng nay nha. Sáng nay là cái điểm đầu tiên của mình đi là bãi Kim Ngân. Mình tắm tới khoảng cỡ 9 giờ mình sẽ lên tàu đi tham quan vịnh Đá Dách với An Yến nha anh chị. Điểm đầu tiên của mình là đi bắt bãi Kim Ngân. Điểm thứ hai của mình là đi tham quan vịnh Đá Dách với An Yến. Rồi sau đó là Diễm, xong rồi nó đẹp quá vậy trời hả? Việt Nam mình đúng đẹp luôn. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Bác Nô nói là banana boat. Cái trò kia của mình kìa Diễm. Nè, có đá đồ. Ngồi chơi đây. Ăn sâu nữa nè. Lần này đi ăn ấm. Ở nơi này mọi người đừng lo sợ đói, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Mà tiền cũng không thiếu được, 100.000 mà ăn hoài không hết. Ăn mà từ lúc đặt chân xuống đây á, là ăn không nghỉ. Tuyệt vời. Đẹp quá đẹp luôn. Cô đảo Bình Hưng đẹp quá đẹp luôn. Đây các đồng bọn của nhà mình đây đang ngồi đây để chờ cho nó xuống đồ ăn và đi tắm. Mình đi lang thang ra nước thôi, có thể đẹp đến độ này được. Chỗ trong là đẹp quá đi. Đất quá wow. Tuyệt vời luôn. Yeah. Đẹp quá hả? Mọi người ơi, hãy đi Bình Hưng chơi. Mình yêu nơi này quá trời. Đẹp, đẹp. Chuyên nghiệp chưa các bạn, còn chụp hình bằng flycam luôn kìa. Đâu rồi? Kìa 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 kìa. Đâu rồi? Không thấy cái flycam đâu kia hết. À kìa, đó. Đầu tư luôn. Muốn hình đẹp là phải đầu tư luôn. Đẹp quá. Quá đẹp luôn ha. Mình yêu nơi này rồi. Ok. Đi dịch dịch. Kéo té. Rồi ok. 1, 2, 3 tấm để rồi nè. Đó mới để rồi. Chị đứng lên nha. Giữ không thì té. Ngân quay luôn cho. Rồi đi đi. Chung gần vô bờ á là anh sẽ biểu diễn á làng. Nếu mà Chung sợ thì Chung xuống, còn anh Vinh với Kinh Điền. Bỏ cái kính nào. Bỏ nón cho Chung đi. Ghê 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 ghê. Cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người đã xem hết video của Ngân. Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ Tư và tối thứ Bảy hàng tuần nhé. Bấm theo dõi và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.